Đài truyền hình BYN TV 57.3 cùng East West Promotions xin trân trọng kính mời quý vị khán thính giả đồng hương đến tham dự chương trình Tết Gala năm 2015 Hương Tết Việt vào lúc 6 giờ Chủ nhật ngày 8 tháng 2 năm 2015 tại sân khấu Baby's Concert Venue. Đây là một gala nhạc đậm hương Tết dân tộc, lồng trong một chuỗi chương trình 11 tập sẽ được phát sóng trên đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại từ 23 Tết đến mùng 3 Tết Ất Mùi. Mỗi một tập sẽ là một cẩm nang chia sẻ cùng quý đồng hương những phong tục truyền thống, những món ăn ngày Tết và những làng văn hóa mà ban biên tập của đài chính tay thực hiện, với mong mỏi góp một phần vào sự bảo tồn và phát huy văn hóa rất riêng Việt Nam và tự hào rất dân tộc. Với ý nghĩa cao đẹp này và với sự bảo trợ một phần của một số cơ sở thương mại, chúng tôi không bán vé vào cửa, tuy nhiên sẽ nhận các đóng góp tùy hỷ của đồng hương. Xin quý vị liên lạc về đài để lấy vé tại văn phòng 10515 Bel Air Boulevard, phòng Y, cạnh KT Printing. Kính chúc quý đồng hương một năm mới sắp tới nhiều thành công và hạnh phúc. Trân trọng, Quốc Bình và ban biên tập đài BYN TV 57.3.